đan với tấp tớp những khoảnh khắc cười bể bụng của các em học sinh trêu nhầm con gái của cô giáo chủ nhiệm khi lớp hàng xóm muốn làm thông gia lớp tôi kiểu. Mày không hết được đâu con trai, tôi bị không tình yêu. Biết đấy là ai không? Mẹ bảo ngọc mà không tặng thì mẹ bảo ngọc tặng bóng làm gì? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Có thể thấy điều quan trọng của công việc dạy học là làm cho học sinh tham gia tích cực trong lớp học để tăng động lực và cải thiện kết quả học tập. Cả phụ huynh và giáo viên đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Con tên gì? Tên Hồi, anh yêu. Anh yêu hả? Rồi mai mốt lớn lên là cô gặp con, cái cô kêu con anh yêu. Rồi con có quay lại không? Hả? Dạ con không biết. Cây tên nhờ. Cụ thể trong một video, một khoảnh khắc vỡ khóc vỡ cười của các bạn học sinh khiến giáo viên phải không ngừng lắc đầu. Nam học sinh mua quà tặng bạn học lại tặng nhầm con gái của cô giáo chủ nhiệm. Bạn Ngọc không tặng, bây giờ làm lý gì tặng bạn Ngọc là con túi không cho yêu. Bây giờ... Thời buổi tiến bộ, nhiều giáo viên đã mang những hoạt động vui nhộn đến lớp vì học sinh thích được học với niềm vui, dành thời gian để thiết kế các hoạt động khiến học sinh cảm giác như đang chơi một trò chơi hoặc được khám phá những điều thú vị. Một giáo viên đã quay lại các em học sinh của mình mang một món đồ yêu thích đi học và cái kết đầy bất ngờ. Rồi từ đây tới cuối tiết ai không nói chuyện là người đó có quà nha, ai ngoan có quà. Bạn này trong túi bạn này có cái con gì vậy ta? Cho con để tay xuống hay con gì? Con thủy. Con lấy cho thầy mượn được không? Thầy lấy ra nha. 1, 2, 3. Ủa các bạn khỉ này sao thấy thương quá vậy? Sao con đi học con đem theo vậy? Nó là con khỉ hả? Khỉ này nó tên gì? Khỉ xanh. Khỉ xanh hả? Ủa hình như thầy thấy nó có cái lúc trước nó dán vô cái gì hả? Dán vô con khỉ mẹ hả? Vậy con khỉ mẹ đâu mà sao con không đem theo? Giảng việc học tập tích cực giúp học sinh lưu giữ thông tin và cải thiện các kỹ năng tư duy phê phán. Song việc học sinh tham gia các hoạt động tích cực sau những buổi học hay những giờ ra chơi cũng giúp chúng trở nên nhanh nhẹn hoạt bát. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.